Ê, anh em ơi, mình nghĩ là chắc là có cái điều gì đó bí ẩn ở đây nè. Hả? Tại vì bên đây là có những con sinh vật rất là lạ nè, mà còn có một căn phòng bí mật ở dưới lòng đất nữa chứ. Chắc chắn là phải có cái gì đó rất là bí hiểm ở đây. Thôi mình phải lên trên nhà mình ngủ rồi đó, sáng mai mình sẽ hỏi cái anh Mr. Vịt mới được. Mình cảm thấy khá là nghi ngờ anh em ơi. Mình không biết là có chuyện gì, nhưng mà mình thấy có một căn hầm bí mật ở bên dưới lòng đất là mình đã thấy nghi nghi rồi. Có lẽ bây giờ mình sẽ lên mình đi ngủ tiếp, và sáng mai mình sẽ hỏi xem anh Mr. Vịt để xem coi ảnh không, hình như cái ông này ổng cũng già lắm, mình sẽ gọi hỏi ông giáo sư Mr. Vịt để xem coi là ổng là cái người gì đó mà bí ẩn hay sao mà chế tạo cái phòng ở dưới lòng đất như thế này. Ủa cái gì vậy? Thì ngươi cũng đã mò đến đây đúng không? Sẵn có hai người ở đây tôi muốn nói luôn. Bây giờ thì tôi đã biết rồi. Tôi đã biết rồi, thì ra hai người chính là những nhà bác học điên, và hai người đang chế tạo cái gì đó để phá hủy thế giới này, để tiêu diệt nhân loại, giết hết tất cả là người trên thế giới này đúng không? Tao cứu mang mày, tao cho mày ở phòng thuê nhà tao cái thứ kìa. Mày lục loại nhà tao bây giờ mày còn kêu tao điên, mày thào ơi thằng điên. Thì ra hai người muốn giết tôi đi diệt khẩu đâu. Nè giết đi, ngon giải giết để kiếm kiếm có vũ khí gì mà. Ok. Mày đi lấy cho con tao đi, anh giết luôn đi cho anh không chịu nổi, thằng điên khùng mày quá. Lên tao đi. Tính ra là mình là người tốt mà anh, tự nhiên sao lại giết người? Thì thằng này nó điên quá, giờ sao chịu nổi nó. Giờ này toàn bộ cái công thức ở trong phòng này là cái công thức nghiên cứu công nghệ tương lai của cái thế kỷ gọi là 20X đó, để chúng ta giúp cho thế giới nhân loại phát triển hơn, khoa học tiến bộ hơn, để cho con người cao hơn đó. Thằng tỷ thứ đấy bịa nó quay ra kêu mình bị điên. Ủa vậy có nghĩa là hai người là người tốt hả? Hai người là người tốt hay là người xấu? Ê lại đừng cho ai mày nhìn thẳng mặt tao, mày nhìn trong mặt tao giống cái thằng người xấu không? Sao mày mới là người cao đó? Thôi rồi tao thì anh em ơi, mình thường thì cái người xấu mặt người ta rất là gian luôn, mà ông này nhìn mặt ông ngu quá chứ không phải là người xấu đâu anh em. Em nói gì vậy? Không có gì. Ủa nhưng mà em vậy thì cái này thì ra anh không phải là người xấu hả? Trời ơi, vậy hóa ra anh chính là một nhà bác học hả? Tao xin tự giới thiệu, ta là bác học gọi là Mr. Vịt. Ủa mà sao mày gọi tao là ông ngoài đi? Chính là mày, tao mới có 20 mấy tuổi mà gọi là anh đi. Anh là anh Mr. Vịt đó. Anh là anh đến từ thế giới tương lai, và anh đã sáng chế ra rất là nhiều thứ gọi là tuyệt vời cho loài người này. Em nhìn nè, đó, ví dụ cái máy này chẳng hạn, nó chúng nó sẽ chuyển từ nền nhạc vít na hơi thành nhạc gọi là một cái nhạc rất là có lợi cho sức khỏe, vừa nghe lại còn vừa phát triển não. Thôi ghê vậy đấy. Ôi là còn gì đây, sao tự nhiên cái máy tính này có gì kênh YouTube không cần TV đây, quảng cáo trá hình hả? Quảng cáo này không cần TV hả? Hay lắm, cái kênh này là kênh mà ta lấy ý tưởng thì ta thiết kế mấy cái máy này. Thôi cái là nhiều cái để xem á. Được. Cái bạn này tôi cũng hay coi lắm nè, mà giọng họ tôi ai cũng coi hết trơn luôn á. Ghê rồi. Ôi anh em ơi, cái này có gì bộ có nhiều thứ hay quá nha. Để cái này là gì đây? Cái này tia laser hả? Xin lỗi. Chỉ cần cái tia là chiếu qua đầu một cái thôi là đầu có một lỗ á, tin không? Thôi em xin lỗi. Cái máy không cần gì hết. Còn này là cái phi thuyền phải không? Mình chui vô được này anh em. Ủa có cái cổ máy gì nữa nè. Màn hình. Chứ sao mày tin mình ngồi phi thuyền là bấm cái nút là phóng lên mặt trăng không? Trời ơi, còn nhiều thứ không ta, để coi. Hoa tượng cổ nè, che em tham quan tí nha. Ôi. Tham quan đi không sợ ngợm đi nha. Anh ơi, còn cái cần gạt này là gì vậy? Cái cần gạt nhỏ lão quá. Cái cần gạt này là cái mà nói chung là nó rất là nguy hiểm, nói chung là cho em gạt thử nha. Hả nhưng mà trời ơi, người ta nói không sai mà không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu hơn bỏ. Trời ơi, tính ra tôi dặn nó là không được nghịch cái gì hết mà nó gạt luôn cái cần thiết thoại nổ phòng thí nghiệm. Trời ơi, mày có biết cả cái nút đó chỉ để dùng để khi nào mà thí nghiệm thất bại thì người ta gạt vô không hả mày? Trời ơi, vậy em đâu có biết đâu, em đâu biết là em thấy cái đó kiểu mà em tưởng là cái cần gạt bình thường, ai về gạt cái nó nổ quanh luôn cái phòng thí nghiệm của anh, em đâu biết đâu. Không thể tin được, trời ơi, anh buồn quá em ơi. Trái tóc anh luôn là nổ banh tóc mới làm. Thôi mai mua tóc giả đổi tạm đi. Ủa là còn cô bé là ai đây? Hôm qua em nhớ là em gặp có mỗi mình anh, là đâu gặp cái cô bé này đâu. Cô này à? Đúng rồi. Xin giới thiệu, cô này tên là Timmy Đồ đó. Cô này là cô là ai? Cô này là cô Timmy Đồ, là em gái của ta đó. Cô ta là một người là thống chung với ta từ bé, chung là ba mẹ. Hiểu rồi trời. Nói chung là cả hai anh em đều ngu. Ê, Timmy, đi lấy cho anh khẩu súng. Lấy khẩu súng. Xin lỗi.
em xin lỗi. Dạ dạ em xin lỗi. Mày tà lao mày. Đúng rồi, cái đồ đừng xuất hiện nữa nha, không biết gì hết đấy. Cô em gái này hôm qua ở tao chứ không có mặt ở nhà bởi vì cô em gái đầy tự hào của ta đang học ở một ngôi trường danh giá. Ủa cái ngôi trường đó. Hôm qua em có ra đây em thấy nè, hình như cái trường học ở bên kia thì phải. Ôi cao quá. Đúng rồi. Biết đây trường gì không? Không phải trường bình thường không? Mà lên trường học siêu anh hùng. Hả? Trường học siêu anh hùng hả? Wow. Ơi cho em chim qua em tham quan được không? Qua đây. Đi. Trời. Ngôi trường này chuyên đào tạo ra những người gọi là có kỹ năng siêu việt đó. Ủa vậy tính ra cái trường học bài toàn là siêu nhân rồi Superman rồi gì mấy người có siêu năng lực từ sống. Ôi người nhận gì Batman nó biết gì cái biết ông ngày biết ngày xưa học sinh khóa 1 của trường này là ai không? Ai? Thanos. Thanos hả? Trời ơi. Em thích coi cái phim của ổng lắm nha. Ông Thanos hình như ổng bắn tơ rồi ổng gì tùm lum la đúng không? Mày nhầm với Thanos. Quên, tại em quên, em bị não cái vàng, xin lỗi anh. Ôi mấy này mấy cái trường học à, cái này gì đây, phòng thầy hiệu trưởng hả? Phòng thầy hiệu trưởng á. Ôi anh ơi, cái trường này đẹp quá, em muốn xin vô cái trường này học được không? Bây giờ anh đăng ký cho em vô cái trường này học được không? Sao thằng này tự nhiên đi rồi, sao tự nhiên mình phải nuôi nó vậy? Anh hai, tự nhiên anh hai cho nó vô rồi, giờ anh hai nói em cái gì? Tính ra là, không. Bây giờ nói chung là, bây giờ này, anh sẽ cho chú đi học, nhưng mà phải hứa là phải học hành ngoan ngoãn chăm chỉ. Thành người nên người, nhớ chưa? Dạ em nhớ nhá. Cho đi ăn học rồi thì đừng về ấn kích hoạt nổ cái phòng thí nghiệm của tao nghe mày. Dạ em biết rồi, biết rồi. Trời ơi anh em ơi, cái này là cái trường học của siêu anh hùng anh em ơi. Hoa wow, ghê nha. Ủa hình như là có mấy siêu anh hùng đang đứng ở đây luôn nè. Ôi mà thôi mình chắc là ngày giờ mình sẽ về mình chuẩn bị đồ để ngày mai mình sẽ đến cái trường này để mình xin cho cái trường này học. Ok anh em, thôi về. Trời ơi, mình về nhà mình mở tủ lạnh của nhà anh Vịt ra mình lấy đồ ăn mình ăn nó chứ rồi. Ok anh em ơi, thì hôm nay chính là ngày đầu tiên mình đi học ở cái trường học siêu anh hùng này nè. Thì hôm qua mình nghe anh Mr. Vịt bảo là cái trường học này là nghe đâu nó có gì Spider-Man nè, Batman nè, Thanos nè, rồi tùm lum người nó. Trời ơi, nghe thấy đã vãi chưởng luôn. Mình muốn đi học thử coi mình có thể trở thành siêu anh hùng gì hay không nữa. Đó, thì bây giờ hôm nay chính là ngày đầu tiên mình đi học, nhưng mà mình không biết là phải chuẩn bị cái gì để đi học nữa đây. Tại vì mình không biết cái trường người ta có học giống kiểu người trái đất của chúng ta là nghe theo sách vở hay là gì không, chứ mình cũng không biết nữa. Đó, để xem coi. Ở nhà mình bây giờ mình cũng đâu có sách vở gì đâu, tàn ba cái thứ tào lao rồi, hay mình mang theo phân được không? Thôi tào lao. Nói cho mình đi học mới được. Bye bye. Ủa cái gì Timmy? Kêu sáng sớm đi học mà làm gì trễ giờ, giờ này 6 mấy giờ còn 10 phút nữa trễ giờ lại lên. Ôi đi. Trễ học là không biết okay, ai okay. Tôi đó. Ok đi. Bye bye anh Vịt nha, em đi học đây. Thưa anh Vịt em đi học. Ok đi. Thấy mày chưa đi học nữa, trời muộn rồi ơi trời. Đi học nè. Đi trời ơi. Cái ông Vịt ông dữ thiệt, tôi không biết bà kiếm đâu ra cái ông anh của bà dữ chưa. Dạ sao anh tao mày? Xin lỗi trời. Gan lứa xưng mày tao, đi dân quá. Ông đóng tiền học cho ông phải biết ơn ông chứ, tao ông còn nói xấu ông. Trời ơi, gan lứa xưng mày tao mấy bạn ơi. Mà thường thì con gái là không được xưng mày tao giống bạn Timmy nha mấy bạn. Người ta đứng mà điểm danh được kìa, đi vô lẹ lên đi nè. Ờ, cái tôi mới xin vào học thôi mà. Thì ông phải vô phòng hiệu trưởng tôi mới đi điểm danh được chứ. Ồ, cái phòng hiệu trưởng đâu? À, cái phòng này hả? Ok, tôi vô, tôi gặp thầy hiệu trưởng nha, bye bye nha. Thầy ơi, có bạn cần tìm thầy nha, thầy đi. Ok, bye bye. Ok, mình vô. Đây, ông thầy hiệu trưởng hả? Đây, mình đóng cửa lại. Dạ, em chào thầy hiệu trưởng. Thầy ơi, em muốn xin phép thầy là có thể nào mà cho em vào cái trường học của thầy để em đi học được không thầy? Ngươi là cái đứa học sinh mà hôm qua mới được chuyển vô trường đây đúng không? Ta đã xem qua hồ sơ của ngươi rồi. Đáng ra bình thường thì tất cả học sinh trong cái thế kỷ này thì sẽ đều được nhận vào học hết. Nhưng ngươi là chỉ đơn giản là một cái người trái đất tầm thường của những cái thế kỷ cũ. Thì ngươi không thể nào đủ khả năng để vào ngôi trường này được. Bởi vì trường này cần những người có tài năng, ngươi hiểu không? Không phải là con người như ngươi. Nên nếu mà ngươi chấp nhận á thì chỉ đáng đi làm lao công cho trường này thôi. Khi nào mà ta cảm thấy ngươi đủ thực lực á thì ta sẽ cho ngươi vào học và ta sẽ miễn phí tiền học cho ngươi luôn, có chấp nhận hay không? À vậy hả? Trời ơi các bạn ơi, hóa ra ông thầy hiệu trưởng ở đây là một cái người rất là khinh thường người trái đất anh em ơi. Ổng nói chuyện với mình mà ổng còn quay mặt cái chỗ khác. Ổng không thèm nhìn mặt mình luôn, thèm đập cái đùi gà vô mặt ổng rồi luôn. Em sao thầy nhìn em vậy? Em đâu có ý gì đâu. Thì bây giờ được rồi, nếu thầy đã nói vậy thì ok, em sẽ đi làm lao công cho cái trường này. Thì nói chung thì tùy thầy thôi. Ok, làm lao công thôi, nhưng mà một ngày thầy sẽ nhận ra được em cũng có sức mạnh chứ không phải là người bình thường nha. Trời ơi bực bội ghê, đúng rồi, cái gì đâu mà xem thường người trái đất ghê luôn á. Ở đây có cái kéo nè, vậy mình phải đi làm cắt cỏ cho trường, làm lao công cho trường rồi. Trời ơi là trời ơi, nhớ đó, một ngày đó thầy sẽ biết được sức mạnh của em cho coi. Trời ơi là trời.
Ủa sao bà Timmy bà đứng đây mà ngước mặt anh trời mà nhìn gì vậy? Hả? Tôi đang điểm danh. Tôi đang điểm danh hả? Trời ơi, gì đâu vô trường đó, tôi không được nhận vào trường, tôi phải ổng thầy hiệu trưởng bắt tôi đi làm lao công nè. Trời ơi trời, mệt ghê luôn. Vậy ông làm đi nha, để tôi điểm danh xong tôi còn vô lớp nữa. Rồi trời ơi, buồn ghê anh em ơi, đáng lẽ là mình vô trường là mình phải được đi làm siêu anh hùng chứ phải được đi học để học làm siêu anh hùng chứ tại sao mình phải đi làm lao công? Thiệt chán ghê luôn á. Giờ phải ngồi ngoài đây cắt cỏ nữa nè. Trời ơi trời. Ơi. Phải làm thôi giờ biết sao. Ai, trời ơi trời. Cuối cùng cũng cắt xong đống cỏ rồi. Ai, mình sẽ vào mình xin phép thầy hiệu trưởng mình đi về đây. Chán ghê á, một cái ngày đầu tiên đi học, mình muốn xin cho cái trường này để đi học làm siêu anh hùng, làm siêu nhân. Vậy mà cuối cùng phải đi làm lao công, chán ghê luôn. Thầy hiệu trưởng ơi, em đã cắt cỏ xong rồi đó, bây giờ em sẽ về nhà thầy. Ngày mai em sẽ tiếp tục đến đây làm và hy vọng là thầy sẽ cho em vào trong trường này để học nha. Dạ bye bye thầy, em về đây xin phép thầy em về nha. Trời ơi, thiệt chứ. Hà một ngày nào đó thầy sẽ thấy được sức mạnh của người trái đất thôi. Chán quá, thôi về nhà anh em ơi. Ơi tới nhà rồi nè. Vào nhà thôi. Không biết là anh Vịt còn nhà không ta. Ủa, hình như là mọi người đi đâu hết rồi phải. Chán quá. Thôi, mình phải kiếm cái gì đó ăn cái đã, tại vì mình cũng hơi đói bụng rồi. La 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 la. Này, để coi tủ lạnh còn gì không ta. Mở tủ lạnh ra nè. Ủa, dưa hấu. Rồi, cái gì đây? Táo. Trời ơi, đang đói bụng mà ăn dưa hấu, ăn táo, ăn trái cây vô đau bụng chết luôn á. Cái phòng thí nghiệm nó còn mở. Rồi. Đây, cái phòng thí nghiệm còn mở anh em ơi, để mình đi xuống cái nhà coi không biết trong nhà còn gì ăn không ta. Ha, chắc là phòng thí nghiệm phải có cái gì đó là cái món ăn gì đó thật là ngon luôn, để mình kiếm coi, để coi. Để mình kiếm coi. Ủa cái gì đây? Bình mật ong hả? Ô mật ong. Trời ơi, đang đói bụng mà có được cái bình mật ong này để uống là ngon lắm luôn nha. Làm miếng nè. Nhầm. Trời ơi, đã quá. Sao cái người mình nó hiện cái gì xanh xanh nè? Ủa? Chắc là không có gì đâu ta. Mình phải lên trên nhà thôi. Ủa cái gì? Ủa? Mình mới nghe một cái tiếng nổ trong trường anh em ơi. Cái tiếng nổ đó là gì vậy ta? Để mình tới đó mình xem thử coi. Thôi, không biết là có chuyện gì không ta, để mình ra mình xem thử xem. Thôi, trời ơi là trời. Thiệt chứ. Không biết có gì mà ôi, cái gì kia? Ôi, người ơi anh kia. Cái gì vậy? Sao tập lâm những cái hàng khổ dân trong ngôi trường này vậy? Mà hàng nào cũng bự khổng lồ luôn, bự gấp mấy lần mình luôn anh em ơi. Mình phải nấp ở ngoài đây mình nhìn vô cái đã. Sao mà nhiều quá vậy? Mấy thằng này, cái thằng nào cũng có bự hết. Chết rồi anh em ơi. Chẳng lẽ cái ngôi trường của mình đã bị mấy thằng thổ dân này tấn công rồi hay sao?